Em đã nói là việc ra ở riêng là sáng suốt. Còn nếu cứ ở chung thì có ngày bố con chị em không nhìn nổi mặt nhau đâu. Chào chị. Chào cô. Tôi chưa nghe hết chuyện, nhưng tôi biết cô sang đây để đòi quyền lợi cho con gái mình. Nhưng cô cũng nên nghĩ cháu Thu cũng phải có trách nhiệm với gia đình nhà chồng chứ. Mẹ con tôi thì suốt ngày lăn lộn ở ngoài cửa hàng, nhà cửa chỉ trông mong vào cái Thu thôi. Nó không thể phân thân một lúc cả hai nhà được. Tôi góp ý như vậy để cho mọi chuyện tốt lên thôi. Mà cô cũng biết đấy, ông thông gia là người có học. Dù ông không nói ra, nhưng chắc chắn ông rất bực mình. Cái Yến đi lấy chồng phải biết đạo làm dâu chứ, chứ không thể sống bừa bãi như cái thời con gái được. Không biết là trẻ con hay là không hiểu phép tắc, mà cứ được đằng chân là lân đằng đầu, mở miệng ra là gây chuyện. Bây giờ lại xúi giục chồng bỏ bê bố, ra ngoài ở cho nó sướng thân. Tội đấy á, bất hiếu lắm. Kìa chị, chị nói quá lời rồi đấy. Nếu chị nói như thế thì chị hãy khuyên cái Thu hãy làm tròn trách nhiệm làm dâu với chính gia đình nhà chị trước đi đã. Chứ đừng về bên nhà mà tham gia hết chuyện này chuyện khác. Tôi đẻ ra con Yến, tôi hiểu tính của nó. Vừa rồi nó có hỗn láo với anh rể, chẳng qua là vì con trai của chị khôn hết phần thiên hạ, vay tiền của thông gia không trả. Thôi thì đừng có nói rằng ai về nhà dạy con ai trước chị ạ. Cô, tôi đang bận chút việc, mời cô về. Những điều cần nói tôi đã nói hết với chị rồi. Nhờ chị nói với cả cái Thu ấy, là đừng có về bên ấy để gây áp lực với Toàn với Yến nữa. Thế thôi. Chào chị. Vì chuyện của bọn em mà cả nhà loạn hết cả lên. Thì em suy nghĩ kỹ lại đi. Nói chuyện với bố về việc kinh doanh của Yến ý. Bọn em đã chốt thuê nhà rồi mà chị. Thì vẫn có thể thay đổi được mà. Cùng lắm thì mất một tháng tiền nhà, chị sẽ lo cho tiền đấy. Có lẽ lần này không chỉ vì riêng bản thân Yến, mà còn là cả vì bản thân em nữa. Chị hỏi em thêm câu này nhá. Em có nghĩ đến tâm lý của người già không? Mình không thể để bố thui thủi ở nhà một mình được. Bố cần có con cái bên cạnh, em hiểu chưa? Thôi, chị đừng tìm cách thuyết phục em hay là Yến nữa. Chị hãy tôn trọng quyết định của em à. Anh thấy chưa? Em đã nói là việc ra ở riêng là vô cùng sáng suốt. Còn nếu cứ ở chung thì có ngày bố con chị em không nhìn nổi mặt nhau đâu. À, thế có cần cái gì thì cứ về lấy thêm nhá. Vâng ạ, để bọn con sang dọn dẹp bên đấy đã. À, thế tối nay có ăn cơm nhà không? Nhà nhỏ chắc là dọn xong sớm thôi ạ. Còn ít đồ, ngày mai bọn con sẽ về lấy nốt rồi sang ở hẳn ạ. Để tối có một ít lòng cho bố và anh Toàn uống rượu ạ. Ờ, phải thế chứ. Về nó nhà cửa nó ấm cúng. Các cháu nó đi, rồi thỉnh thoảng chúng nó lại về chứ nó có đi hẳn đâu. Khổ. Già như chị nhà còn sống. Thôi, hai đứa đi đi. Đi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Con chào bố ạ. Con chào bố. Chào cô ạ. Ừ. Chào cô.